Vào hồi 4 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc, khoảng 550 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 cho tới 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Từ 72 cho tới 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 tới 20 km và sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11, 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 10 tới cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 tới 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm công điện số 86 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai ứng phó với cơn bão số 3. Đối với các tuyến đê biển, đê cửa sông, tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, đặc biệt là các tuyến đê thường xảy ra sự cố khi có bão đổ bộ, các vị trí đê kè đã bị xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang, các tuyến đê biển chưa được gia cố mặt đê, mái đê phía đồng nguy cơ bị sạt lở khi sóng tràn qua, trong đó phải khẩn trương hoàn thành gia cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn trước khi bão đổ bộ, bố trí sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê. Đối với các tuyến đê sông, kiểm tra rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, khẩn trương gia cố các vị trí đê điều đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang để chủ động ứng phó với tình huống mưa lớn kéo dài do hoàn lưu của bão và vận hành điều tiết xả lũ của các hồ chứa có thể gây lũ trên hệ thống sông, tăng cường công tác kiểm tra đê điều, thực hiện nghiêm các công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định. Cục Hàng không Việt Nam cho biết 4 cảng hàng không tại miền Bắc là Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài và cảng hàng không Thọ Xuân dự kiến trong khu vực ảnh hưởng của cơn bão Yagi và 2 cảng hàng không được khuyến cáo khả năng chịu ảnh hưởng bởi mưa dông, yêu cầu sẵn sàng có phương án ứng phó. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện tổ chức trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Các cảng hàng không, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tăng cường công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão Yagi để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc là thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Yagi và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay. Đồng thời cũng yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.